Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Sĩ Kẹo đây. Có thể là nhiều bạn không còn nhớ mình nữa. Mình là một YouTuber game Free Fire cũng đã được 3 năm rồi. Thì ngày hôm nay sau khi mà xem xong video của anh Gao Bạc ấy nói về cộng đồng game Free Fire hiện tại thì tớ thấy cũng một phần đúng. Và thật sự rằng là thời gian gần đây tớ không ra video nhiều bởi vì là một phần tớ cũng cảm thấy là tớ hơi khó chịu trong bản thân. Tức là nhiều người nói game của chúng ta có những lời nói nó không được hay. Thật luôn, hồi trước em lên YouTuber xem các clip game vui lắm luôn. Dần dần lên, thấy một số người làm YouTuber toàn vào game để nói về drama này kia không thôi. Theo tớ thì những cái này ấy, nó là do các YouTuber người ta xây dựng nội dung. Tại sao? Bởi vì drama thì được nhiều người quan tâm đến. Và tớ thấy rằng là người ta cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Người ta kiếm tiền cũng như là ví dụ như là một số anh em YouTuber làm drama nó nhiều view thì những anh em YouTuber khác người ta cũng học theo, người ta cũng muốn rằng là clip của mình được nhiều view. Với tớ hiện tại thì nói thật với các bạn, doanh thu kênh YouTube của tớ một tháng được đâu đấy hơn 100 đô, 2 triệu đồng thôi. Và tớ làm game Free Fire lúc này làm vì đam mê. Nên là tớ cũng không quan trọng những cái là làm như thế nào để được nhiều view. Tớ chỉ muốn là chia sẻ những cái mà tớ thật sự cảm thấy vui vẻ. Chia sẻ những cái mà thật sự cảm thấy game phát triển. Thế nên rằng là có thể là video của tớ nó không được nhiều view. Đơn giản thì nó không phải là những cái vấn đề drama rồi kiểu mọi người quan tâm nhiều á. Đôi khi tớ nhìn nhận lại thì tớ cũng cảm thấy rằng là cũng buồn vì mình ít người xem nhưng không sao cả. Bởi vì là tớ đam mê Free Fire mà. Tớ đã chơi game Free Fire được 3 năm rồi. Tớ cảm thấy cái việc mà mình chỉ muốn là chia sẻ những cái hay thú vị để giúp game phát triển thôi. Còn lại tớ cũng không quan tâm đến những vấn đề là làm drama để nhiều view. Và hiện tại thì đúng, theo như bạn Gấu 3N nói đúng, ngày trước thì cái cộng đồng YouTuber của bọn tớ game Free Fire rất vui, mọi người chơi với nhau rất thân thiện và chả bao giờ kiểu có drama rồi cãi nhau chửi nhau này nọ kia. Nhưng mà cộng đồng game bây giờ nó phát triển mạnh quá mà tớ cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Có một số YouTuber mượn game Free Fire làm content về yêu đương, chia tay, có bầu, làm những người nhỏ tuổi bắt chước và khiến các game thủ khác nhìn vào phê phán. Thì lại nói về chuyện content, thật sự là những cái vấn đề này thì các bạn trẻ thì các bạn quan tâm nhiều và giúp cho các YouTuber người ta có nhiều view. Tớ thì tớ không nhận xét về nội dung gì nhiều cả, tớ chỉ cảm thấy rằng là đúng rằng cộng đồng game Free Fire của chúng ta, nhất là cộng đồng các anh em YouTuber không còn được vui như trước nữa. Vui như cái thời cách đây 2 năm trước, thật sự bọn tớ chơi với nhau rất vui vẻ. Rồi là video xem toàn là những video hướng dẫn chơi game này, giúp mọi người bắn game hay hơn, cũng chẳng bao giờ có những cái câu chuyện yêu đương chia tay có bầu các thứ. Nhiều clip mà theo như tớ đánh giá là nó không được hay cho lắm, nó kiểu nó không phù hợp với lứa tuổi các bạn xem những cái nội dung Free Fire. Thì tớ cũng cảm thấy là cũng chán một chút về cái cộng đồng anh em YouTuber làm game Free Fire. Nhớ thời game mới ra quá anh em ạ, giờ thì toàn drama. Nghĩ cũng buồn nhưng mà biết sao giờ. Tớ thì bây giờ cái lời nói của tớ trong cộng đồng Free Fire, nhiều bạn nói tớ là sĩ kẹo thắng hết thời. Thật sự tớ làm video không có nhiều người xem nữa. Cơ bản là bởi vì sao? Tớ chỉ muốn là chia sẻ những cái nội dung content hay cho các bạn xem. Đôi khi chỉ là những cái video chơi game tớ cảm thấy nó hay, nó vui, tớ chia sẻ với mọi người. Thế thôi chứ. Bây giờ thì như mọi người biết đấy, làm drama nhiều view mà, nhưng tớ vẫn không chạy theo những cái đó. Tớ cảm thấy nó không hay và nó cũng cũng không giúp cho cộng đồng game Free Fire chúng ta phát triển được. Nó chỉ kiểu như là giúp anh em YouTuber kiếm nhiều view rồi. Tớ cũng cảm thấy những video đấy nó không đem lại được nhiều giá trị cho các bạn xem, cũng như là kiểu như là nhiều anh em YouTuber kéo fan qua bên nọ bên kia rồi chửi nhau tùm lum hết á. Nên là nhiều khi tớ buồn chứ, tớ buồn rất nhiều bởi vì cái con game nó gắn bó với tớ từ cái thời tớ còn là sinh viên. Bây giờ tớ học xong tớ ra trường rồi,
cảm thấy hơi chán một chút. Có thể là quan điểm của tớ nhiều bạn nghe thì các bạn cảm thấy nó không đúng thì các bạn có thể dislike video ấy. Như nào đấy tớ không quan tâm lắm. Những cái tớ làm đây, tớ làm video này chỉ để chia sẻ thôi. Mọi người thấy hay thì mọi người cho tớ một lượt like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ tớ thôi. Tớ cũng rất là cảm ơn các bạn về những điều này. Con game Free Fire này đồng hành với em 2 năm rồi mà mọi người đăng lên TikTok lửa chùa rồi rác các kiểu so sánh buồn lắm. Nói về cái chuyện so sánh game, theo tớ thì các bạn chơi game các bạn cảm thấy vui là được rồi. Còn về cái chuyện so sánh game nọ game kia, nó chẳng có gì để so sánh cả. Với tớ thì game nó chỉ đơn giản là để giải trí thôi. Chúng ta chơi game chúng ta cảm thấy vui vẻ thì chúng ta cứ chơi thôi. Còn thật ra thì tớ cũng chẳng biết nói sao. Nhưng mà phải công nhận là Free Fire hiện tại là cái tựa game hàng đầu tại Việt Nam, nhiều người chơi nhất luôn. Tớ thấy đúng điều này mà. Cũng chả sao cả. Thì các bạn hãy chia sẻ cái nội dung thông điệp của tớ đến với nhiều người xem hơn, rằng là Free Fire chúng ta vẫn đang phát triển. Game Free Fire của chúng ta ấy là một game mà theo như tớ đánh giá ấy, nó mang cái tính kết nối đồng đội rất cao. Và thật sự là tớ cảm thấy chơi game Free Fire giúp tớ vui vẻ. Tớ làm YouTuber cũng vì như vậy thôi mà. Tớ chia sẻ cái niềm vui, niềm hạnh phúc của mình đến với mọi người. Cứ tạo drama không à, dần dần game đi xuống, không bao giờ đi lên cả. Ước gì giống như 2 năm trước cộng đồng Free Fire hòa thuận. Tớ cũng ước như Trần Nguyễn chứ. Thật sự là... Nhưng mà biết sao giờ, lời nói của tớ thì không thể kiểu được truyền tải rộng rãi được. Cũng mong là nếu như các bạn thấy nội dung hay, các bạn chia sẻ cái thông điệp video này của tớ đến rộng rãi để có thể là có nhiều người quan tâm hơn. Chứ... Như mọi người biết đấy, video của tớ bây giờ chỉ được có 50.000 view. Nó cũng chẳng thể kiểu nổi cộm lên trên để mọi người có thể là quan sát, để mọi người xem được nhiều hơn, mọi người hiểu rõ cái nội dung của tớ muốn nói. Cảm ơn bạn vì những lời bình luận. Hoặc là nếu các bạn có câu hỏi gì hãy cứ bình luận xuống dưới, tớ sẽ giúp các bạn trả lời. Em xóa game rồi cũng vì một số người chơi rác. À mà nhắc đến lại nói là các bạn bảo Free Fire rác là do người chơi rác. Tớ thấy điều này không đúng. Bởi vì sao? Kiểu khi các bạn đam mê, các bạn chơi game thì tại sao lại nói là rác được? Tớ thấy điều này không đúng. Cộng đồng game Free Fire của chúng ta thì tớ thấy rằng là chúng ta hãy tự hào vì game của chúng ta hiện tại đang có rất nhiều người chơi tại Việt Nam và là game số 1 tại Việt Nam luôn. Ở chơi trên điện thoại di động ấy, theo như tớ thấy là như vậy, chúng ta sẽ tự hào vì nó. Chứ không phải là mình đi thừa nhận rằng là game của chúng ta như thế này như thế kia. Tớ không muốn nhắc đến cái từ này nhiều bởi vì nghe nó không được hay cho lắm. Em cũng bị mấy thằng bạn của em chửi con game này là rác và lửa chùa. Lúc đó em rất là tức và muốn đánh nó lắm, nhưng em vì con game này sẽ kìm nén nó. Vì con game này em đã đồng hành với nó 1 năm rồi nên em không dám bỏ, buồn và không biết nói gì cả. Theo tớ thì cũng chẳng sao đâu. Chúng ta tự hào vì game của chúng ta cơ mà. Game của chúng ta là một game rất đông người chơi và đang được mọi người ủng hộ rất nhiều, rất nhiều những giải đấu. Thế tại sao chúng ta phải cứ suy nghĩ về những lời nói như vậy? Game Free Fire thay đổi cuộc đời tớ. Free Fire change my life. Từ cái mức mà tớ còn xăm một cái hình xăm lên tay như thế này, tớ luôn đồng hành cùng với game. Nói thật đi nữa thì tớ chả bao giờ tớ bỏ game Free Fire cả. Và theo tớ, game Free Fire là một cái con game mang lại cho tớ nhiều người bạn nhất. Trước đây tớ là sinh viên thì tớ chỉ ở trong ký túc xá, rồi tớ cũng không ra ngoài nhiều. Tớ cảm thấy là bởi vì sao, nhà tớ nghèo, tớ không chơi gì cả, tớ chỉ lo học hành thôi. Và con game Free Fire đem đến với tớ rất nhiều người bạn, những cái niềm vui lúc tớ chơi game ấy. Và chắc là các bạn cũng sẽ cảm nhận được những cái điều như thế này chứ. Rất đúng, lúc trước em coi YouTube thì rất vui, nhưng bây giờ thì chán rồi. Theo tớ thì chả có gì mà chúng ta phải buồn chán như vậy. Có thể là với những cái lời chia sẻ của tớ ngày hôm nay thì các bạn cũng sẽ hiểu thêm về game. Tức là tớ là một YouTuber game Free Fire đã 3 năm rồi mà.
tớ chơi game rất lâu rồi, game gắn bó với tớ rất nhiều kỷ niệm. Thì anh không biết như nào nhưng mà Minh An Trần ơi, những cái nội dung game Free Fire vẫn còn rất nhiều nội dung hay, rất nhiều nội dung bổ ích, thì em có thể là tìm và xem nó. Còn bây giờ những cái đề xuất về game Free Fire thì theo như tớ thấy có thể có nhiều video không được hay, các bạn có quyền chọn lọc để xem nó cơ mà. Thì theo như tớ cảm thấy cũng chẳng có gì mà chúng ta phải suy nghĩ rằng game thế này thế kia. Hiện tại game Free Fire vẫn đang rất phát triển và mình cảm thấy Free Fire nó là một cái tựa game tuyệt vời. Chẳng phải mình được cho tiền để quảng bá PR thế này thế kia đâu, nhưng mà game Free Fire đem đến cho tớ sự nổi tiếng. Tớ đã từng rất nổi tiếng trong cộng đồng game Free Fire, nhưng người cuộc sống mà, có ai nổi tiếng được mãi đâu. Thế ngày hôm nay tớ chỉ muốn chia sẻ với các bạn những cái điều như vậy thôi, rằng là đừng có quan tâm những gì người khác nói. Ngay cả tớ cũng thế, nhiều lúc nhiều bạn bảo tớ thằng hết thời này, mày không có người xem mày làm video làm gì, nhưng tớ vẫn làm ấy thôi. Cơ bản thì cái niềm đam mê game Free Fire, niềm đam mê làm YouTuber nó đã ngấm vào máu của tớ rồi. Và tớ làm game Free Fire vì đam mê là thật sự luôn. Chứ bây giờ thì tớ có thể ra ngoài làm rất nhiều những cái công việc khác để kiếm được nhiều tiền hơn. Còn game Free Fire thì tớ cũng chia sẻ với các bạn rồi mà, một tháng được 2 triệu đồng, làm sao có thể đủ trả tiền trọ, tiền phòng, tiền điện, tiền nước. Trong khi là tớ làm video này, tớ live stream này, thì mong rằng mọi người sẽ hiểu những cái điều này và hãy ủng hộ những người làm content chân chính, không drama, không yêu đương chia tay có bầu rồi thế này thế kia. Hoặc là có thể xem kênh tớ ủng hộ tớ chẳng hạn. Với tớ thì tớ chỉ là những cái câu chuyện tớ chia sẻ với mọi người thôi, chứ thật ra thì tớ chơi game cũng không hay. Lâu lâu thì cũng chơi game với bạn bè, top 1 thì cũng vui. Cơ bản là game nó đem đến cho tớ cái niềm vui thì tớ chơi game thôi. Đấy, và các bạn cũng như vậy phải không nào? Nên là các bạn đừng có buồn gì cả. Các bạn cũng không cần phải... Nhiều bạn là thấy người ta chửi game mình thế này thế kia, các bạn đi cãi nhau để làm gì đâu. Chúng ta không cần thiết phải làm những điều như vậy. Hãy tự hào vì con game Free Fire chúng ta. Hãy tự hào vì cộng đồng YouTuber. Vẫn đang còn rất nhiều YouTuber làm nội dung content chân chính, những cái nội dung mà các bạn xem các bạn cảm thấy giải trí, chứ không phải là suốt ngày gây gổ thế này thế kia. Và tớ mong rằng là cộng đồng Free Fire chúng ta có thể là khôi phục như 2 năm trước. Câu chuyện giữa các idol với idol, các bạn cũng không nên bình phẩm, các bạn không nên cãi nhau gì cả. Chuyện của người ta thì để người ta tự giải quyết thôi. Và ngày hôm nay thì tớ cũng chia sẻ với các bạn thế thôi nhở, cũng hơi dài rồi. Thì chắc là tớ xin phép được kết thúc video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem nhé. Và đừng quên nếu như các bạn thấy nội dung hay thì nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho tớ thôi. Tớ cũng là một YouTuber Free Fire mà. Yeah, cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. Và chúc các bạn một ngày học tập làm việc hiệu quả nhá. Bye bye.